Hello tất cả anh chị em, có công người trở lại với channel của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, mọi người rất là quan tâm đối với hai dự án lớn ở trên cái nền tảng blockchain, đó là dự án Sui và dự án Aptos. Trong đó thì có Aptos đã airdrop khối lượng tài sản khủng dành cho rất là nhiều người dùng. Chúng ta đã đổi vị thế từ những cái kèo retry tip và airdrop hoàn toàn miễn phí, chỉ mất một chút thời gian làm mà thôi. Và tiếp tục trở lại với cái chuỗi video về retry tip và airdrop ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tham gia trải nghiệm về một cái nền tảng hiện tại cũng đang rất là đình đám mà chưa có phát hành token anh chị em nhé, đó là Arbitrum. Thời gian vừa qua mọi người nghe rất là nhiều đối với dự án này đúng không? Dự án này thì nó giống như kiểu ấy, giống tương đương như cái dự án Optimism thuộc lớp layer 2 của Ethereum đó. Thì chúng ta xem qua một chút về dự án nhé. Ở clip này thì mình sẽ không đi sâu phân tích dự án đâu, cho nên là chúng ta có thể là tìm hiểu trên các nền tảng báo. Ở clip này thì mình chỉ hướng dẫn cho mọi người làm retry tip trải nghiệm thôi nhé. Chúng ta xem qua một chút về dự án này thì thôi, về cái tính năng nó mình không nói nữa. Chúng ta xem qua một chút về cái đội backer. Hiện tại đội backer có cái dàn cực kỳ là khủng như là Pantera Capital này, Polychain Capital, Andra Decent, Kobe Venture hoặc là các cái quỹ khác như Parafi. Đó, hầu hết toàn những quỹ lớn trong thị trường đúng không? Mọi người nghe rất là quen rồi. Và về cái đội team dev của nó thì còn kinh khủng hơn nữa. Đội team dev có rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là CEO và founder của dự án này là người đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng phòng tại Optchain. Ông này ông Fenton nhé. Ông ấy đã từng nghỉ phép tại đại học Princeton, là một đại học khá nổi tiếng đúng không? Ông ấy trước đây từng làm giáo sư ở đại học luôn. Về cái mảng là khoa học máy tính và các vấn đề về cộng đồng, đặc biệt sẽ có một cái phần kinh nghiệm, đó là từ năm 2015 và đến năm 2017 ấy, thì ông ấy phục vụ ở Nhà Trắng nhé, với tư cách là phó giám đốc công nghệ Hoa Kỳ và cố vấn cao cho tổng thống luôn, rất là uy tín đúng không chị em? Đó, ngoài ra mọi người check các thông tin khác liên quan đến CTO, CMO của dự án toàn là những người có kinh nghiệm về lập trình hoặc là đã từng hỗ trợ cho nền tảng Ethereum nhé. Đó là một số thông tin về đội team dev để cho mọi người biết rằng là hiện tại dự án khá là khủng luôn. Và tiếp tục như vậy, chúng ta có thể xem qua về các cái DApp hiện tại đang phát triển trên nó. Mặc dù chưa ra token chính thức native ấy, nhưng mà hiện tại mạng lưới của Arbitrum đã cực kỳ phát triển với hệ sinh thái rất là mở rộng luôn. Mọi người có thể xem đây. Ở đây trên nền tảng DeFi Dharma còn đang gọi là đang nốt đinh còn thiếu ấy, còn nhiều dự án nữa. Đó, mọi người nhìn chưa? Cực kỳ là khủng luôn. Đặc biệt là cái Develop thời gian vừa qua nó tăng trưởng rất là mạnh. Đó, tăng trưởng lên khoảng tầm 2,5 tỷ đô la. Thời điểm hiện tại thị trường Dow thì chỉ còn khoảng chia đôi đúng không? Khoảng tầm chỉ còn 949 triệu mà thôi. Nhưng mà đây là một con số khá là khủng nhé. Ok, và đó là một số thông tin liên quan đến Arbitrum. Bây giờ chúng ta sẽ làm hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, chúng ta sẽ trải nghiệm những tính năng hiện tại trên nó và có thể là nhận retry tip từ dự án khi mà dự án sắp tới mainnet anh em nhé. Ok, và như thường lệ anh em cảm thấy clip hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Tất cả nội dung trong clip sẽ được cung cấp thông tin và không được xem lời khuyên đầu tư nha. Kèo này thì chúng ta sẽ cần phải mất phí đó, có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải mất tiền để trải nghiệm chứ không phải là test net miễn phí đâu anh em nhé. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái ví MetaMask. Ví MetaMask thì ai cũng biết làm rồi, và mọi người sẽ cần phải có một cái mạng lưới ở trên ví MetaMask này, đó là cái mạng Arbitrum. Đó, mạng lưới Arbitrum ở đây thì chúng ta sẽ vào cái website này giúp mình nhé. Tất cả những website mình làm trong clip này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video, mọi người có thể click vô đó nhé. Là website trên ít này, đó, chúng ta click vô đây và mọi người sẽ kéo xuống để tìm kiếm cái mạng Arbitrum này. Mọi người chọn connect với cả ví của mọi người ấy, thì nó sẽ tự add cái mạng này vào trong ví của mọi người, không cần phải add tay thủ công nhé. Đó, ok, như vậy là xong cái mạng Arbitrum đó. Sau khi mà add xong ấy, anh chị em chúng ta sẽ vào copy cái địa chỉ ví này nhé. Copy địa chỉ ví này, đó, và lên Binance, sang Binance Sun Tech ạ, để chúng ta mua đồng ETH và chuyển sang cái ví này và chuyển vào địa chỉ ví này trên mạng lưới Arbitrum anh em nhé. Chuyển vào mạng lưới Arbitrum phí rẻ lắm anh chị em ạ, phí không đồng ETH luôn, rẻ kinh khủng luôn đó. Đó, chuyển rất là nhanh thôi, về ngay ví rồi mình có chuyển vào chục đô lên trải nghiệm cho anh chị em nhé. Như vậy sau khi mà chuyển xong thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ngay bây giờ đây. Hôm trước ấy, thì Arbitrum có hợp tác với cả bên Galaxy để phát hành cái NFT này này. Đó, thì họ sẽ yêu cầu làm rất là nhiều các nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận được NFT này. Tuy nhiên đấy, có một số nhiệm vụ thì đã hết hạn rồi, có nghĩa chúng ta không thể làm và nhận được nữa, chúng ta không nhận được miễn phí nữa. Thì nó yêu cầu ví của chúng ta sẽ cần phải sở hữu, mà mọi người còn nhớ Aptos đấy, sở hữu NFT ở trên ví là nhận được retry tip mỗi một tài khoản lên đến là hơn 1.000, 2.000, 3.000 đô tùy thời điểm mọi người bán đúng không? Đó, và chúng ta không có ở đây thì hiện tại nó listing ở trên OpenSea, mọi người có thể lên trực tiếp đó luôn để mua. Mình sẽ để lại cái link này đó, và cái giá của nó thì hiện tại cũng không đắt đâu, 0.049 Ethereum thì khoảng tầm 6 đô la thôi anh chị em nhé. Các bạn có thể mua ngay trực tiếp luôn. Đây mình sẽ mua ngay để mình có thể là sở hữu và trải nghiệm. Sau khi mọi người mua NFT này xong ấy, thì mọi người đã xong một cái nhiệm vụ là chúng ta đã sở hữu một cái NFT này rồi. Đây mình sẽ connect với cả nền tảng ví nhé. Đó, ok. Và chọn tiếp theo này, cho phép này. Các cái này thì mọi người quen thuộc rồi, không có gì khó khăn cả đâu anh chị em nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào mục Buy Now nhé anh chị em nhé. Đó, và ở đây thì nó sẽ hiển thị ra ngay cái NFT hiện tại họ đang bán ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải offer nữa. Đó, ok, mình sẽ mua ngay cái NFT này nhé. Và thao tác thì cũng rất là nhanh.
Đây chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại phí ga ở trên nền tảng của mạng lưới Arbitrum rất là rẻ anh chị em nhé. Đó, ga cực kỳ là rẻ luôn. Chỉ có mạng lưới ETH ấy, thì ga nó mới đắt bằng thôi. Tuy nhiên lát nữa chúng ta sẽ làm một cái mục gọi là cầu chuyển ấy, thì cái mục đó sẽ tốn tốn phí ga khá khá luôn đó. Thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra một chút về phí ga ở trên nền tảng của ETH. Ok, như vậy là mình đã mua xong cái FT rồi, thì chúng ta có thể kiểm tra FT ở đây, cái chỗ My FT của mọi người đây này. Đó. Đó, chúng ta có thể vô đây. Đây, hiện tại mình đã có FT rồi nhá. Đó, như vậy là mình đã mua xong và mình đang sở hữu trên này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ở sang cái nền tảng tiếp theo để có thể là trải nghiệm. Vậy là mình đã xong một nhiệm vụ này. Mình sang một cái nhiệm vụ tiếp theo để trải nghiệm, đó là nhiệm vụ liên quan đến cầu đó. Mình vừa nói qua đúng không chị em? Cầu chuyển thì mọi người sẽ vô vào cái website cầu của nó, mọi người kết nối ví với cả MetaMask thôi. Đó, sau khi kết nối xong thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cầu như vậy này. Thì chúng ta sẽ cần phải trải nghiệm cái cầu chuyển này. Bình thường hầu như tất cả các dự án liên quan đến AMM ấy thì chúng ta sẽ cần phải trải nghiệm về swap, về pool và về cái bridge này nữa. Đó, trước đây thì nhiều dự án họ tương tự như vậy thôi nhá. Đây thì chúng ta sẽ có một cái mạng lưới từ Arbitrum mình đang có hiển thị số dư đây và sang cái mạng mainnet của Ethereum, có nghĩa là mình sẽ chuyển số ETH này từ bên mạng Arbitrum để sang ETH bên mạng mainnet. Tuy nhiên ấy, thì nó sẽ có một vấn đề như này. Nếu mà chúng ta chuyển ETH từ bên mạng mainnet sang mạng Arbitrum thì nó sẽ nhanh hơn, nó chỉ đâu đó khoảng tầm 15 30 phút thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển từ ngược lại, có nghĩa là từ bên Arbitrum sang các nền tảng khác hoặc là mainnet ETH ấy, thì nó sẽ mất mấy ngày đấy mọi người, sẽ mất vài ngày ấy, thì chúng ta sẽ không có tài sản để chúng ta có thể trải nghiệm ngay được. Đó, hoặc chúng ta có thể chuyển một ít cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm một cái trung gian. Ngày hôm trước ấy, thì mình có hướng dẫn cho mọi người tham gia vào cái Orbiter đúng không? Cái Orbiter là cũng là một cái cầu mà hiện tại nó cũng đã có cái thông tin là sắp tới ấy, nó mainnet thì khả năng nó sẽ có cái chương trình rejoin tiếp dành cho người dùng ấy. Thì mọi người cũng đã trải mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó trên GK nhé, GK xin mọi người xem lại video đó nhé. Đây này, cho mọi người xem lại luôn này, đây chính là cái video này nhé, để mọi người có thể xem lại. Thì tiện đây chúng ta có thể trải nghiệm luôn cái sàn cái cầu này để chúng ta chuyển tài sản từ bên Arbitrum sang ETH, và chúng ta chỉ cần chuyển một bước ngược lại thôi, từ ETH sang Arbitrum thôi, thế là xong hai bước đúng không? Hay chúng ta sẽ cầu chuyển là chúng ta sẽ cần chuyển đi chuyển lại nhé, để cho nó ghi nhận hiện tại chúng ta có trải nghiệm. Ok, vào đây thì chúng ta sẽ connect với cả ví nhé. Đó, sau khi connect ví xong thì mình sẽ chuyển từ bên mạng là Arbitrum, đó mình đang có Arbitrum mà, và mình sẽ chuyển sang bên mạng là Ethereum đúng không? Ok, và mình sẽ chuyển thử 0.005 ETH bên mạng Arbitrum sang cái mạng mainnet ETH nhé. Đây chúng ta sẽ chọn send luôn này, đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái phí ga của nó hiện tại cũng là 0.05 luôn. Đó, tương đương với cả cái chỗ mình chuyển luôn đúng không? Ok, đây sẽ hiển thị ra cái phí ga của mọi người đó. Cái cầu này thì hiện tại nó đang rất là nhanh chị em nhé. Và cái thông tin trên nền tảng Twitter của Orbiter ấy, thì khả năng thời gian tới nó sẽ airdrop dành cho những người trải nghiệm ấy. Thì mọi người có thể xem lại video về GK Sync để có thể trải nghiệm trực tiếp luôn. Đây cũng là cái lần chúng ta làm Arbitrum thì mọi người sẽ làm tiếp tục cái này thì sẽ càng có cơ hội nhận được rejoin tiếp nếu mà Orbiter này airdrop cho người dùng nhé. Đó. Ok, và mọi người sẽ đợi một chút thôi thì nó sẽ hiển thị sang, nó sẽ chuyển sang được bên Ethereum từ bên cái Orbiter cầu này thì chuyển khá là nhanh rồi mọi người, còn nếu mọi người sử dụng cầu thì chuyển rất là lâu rồi đó. Và chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian, thì trong khoảng thời gian chúng ta đợi nó chuyển về bên Ethereum ấy, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo thì nó sẽ ở đây, ở trong cái phần GUI ấy mọi người nhé. Tất cả những link này mình sẽ để cho phần mô tả của clip luôn đó. Đây sẽ là cái GUI, là cái nhiệm vụ hiện tại trên nền tảng của Arbitrum cũng có tương đối nhiệm vụ luôn đấy mọi người, chưa sẽ cần phải làm hết số nhiệm vụ này nhé. Thì nhiều nhiệm vụ nó cũng dễ thôi, và những nhiệm vụ khác sử dụng cũng như là chúng ta không không tốn nhiều phí đâu đó. Nhiệm vụ ở đây thì nó sẽ cần mọi người hold cái đồng 0.001 cái đồng Magic này, đồng Magic hiện tại rất là rẻ luôn nhá. Đó, và mọi người sẽ cần phải có một FT, thì FT vừa rồi chúng ta có rồi đúng không? Nó tương tự như vậy, chúng ta đây cái chỗ này thì chúng ta có này, chúng ta sẽ chọn vô vào chỗ connect nhé. Mọi người connect ví thì nếu mà chúng ta đang sở hữu cái FT thì mọi người nó sẽ tích cho mọi người cái biểu tượng là hiện tại chúng ta đã xong được cái nhiệm vụ đó rồi. Đây nó là quay nốt để có thể là chúng ta hoàn thành xong được verify account nhé. Đó, như vậy thì đây mọi người nhìn chưa, đã hoàn thành, mình hoàn thành luôn, bởi vì hiện tại mình đang sở hữu đúng không, mình đang sở hữu cái gì nhỉ, mình đang sở hữu cái FT, nó cho mình hoàn thành luôn nhiệm vụ đầu tiên này. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ về hold cái đồng Magic này, thì mọi người sẽ cần phải swap hold đồng Magic nhé. Đó, nó ghi mình checking chưa được này, thì chúng ta có thể hold như sau. Chúng ta sẽ chọn để có thể là mua, có thể chúng ta trong trong tài khoản của Arbitrum này, MetaMask thì mọi người sẽ cần phải hold cái đồng này. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái sàn DEX, mình sẽ sử dụng cái sàn Suzy nhé. Thì ở đây mình sẽ connect ví với cả sàn này, mọi người có thể sử dụng UDI cũng được nhé. Đó, ETH này thì chúng ta sẽ swap sang cái nền tảng đó là gì nhỉ, Magic đúng không, Magic đây chính là cái đồng này anh chị em nhé. Chúng ta có thể xem lại thông tin đó. Ở đây yêu cầu chúng ta mua là 0.001 Magic thì chúng ta mua 0.001 Magic nhé.
Ở đây nó không cho mình gõ thì mọi người thể là ước lượng thôi, nó cũng rất là rẻ thôi, không đáng bao nhiêu cả nhé. Đấy, ví dụ như kiểu là yêu cầu 0,01 thì mình để hẳn 0,03 đi, chọn swap vô nhé. Đó, cực kỳ là rẻ luôn anh chị em ạ. Đó, và chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại cái nền tảng phí ga ở trên mạng lưới qua bên Trung cũng rất là rẻ. Ok, chọn xác nhận vô nhé. Đó, như vậy thì chúng ta đã transition xong đúng không? Đó, như vậy là xong này. Và chúng ta quay trở lại cái website này. Đó, nó sẽ tự loading cho mọi người thôi. Đó, mọi người nhìn chưa? Đã hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp theo rồi nhá. Đó, như vậy đã hold xong này. Và vì cái này đã xong, nó đây cái asset này là như vậy là chúng ta đã xong hai nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ cần phải hold 0,01 cái đồng link lên sushi tiếp nhá. Đồng link, gõ đồng link tức là cái số này ETH này. Thì mình có thể copy số này. Tổng khoảng 2 4 5 số 0. 5 số 0 và số 6 đi. 0,01 đúng không? Tiếp tục này. Swap này, rẻ lắm anh chị em ạ. Cho nên là chúng ta chỉ mất cái chỗ bước cầu chuyển mà thôi, phí ga cũng rất là rẻ nhá. Đó. Ok, như vậy là xong nhiệm vụ link nhá. Như vậy chúng ta đã xong này, mình đã xong cái link này. Và các cái nhiệm vụ dưới này thì mọi người tiếp tục làm như vậy, tương tự như vậy nhá. Ví dụ nó yêu cầu đây hold đồng coin nào đó, đó, rất là rẻ mà. Mấy cái đồng coin này rẻ lắm anh chị em ạ. Đó. Thì mọi người cứ làm thôi, làm hết cái chỗ phần này thì chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo nhá. Ok, mọi người làm xong nhiệm vụ đó thì chúng ta quay lại chỗ cầu chuyển là vừa thôi. Mình vừa rồi chuyển từ Arbitrum sang Ethereum đúng không? Đây mọi người nhìn chưa? Hiện tại đã về tài sản đây, 0,05 cái đồng Ethereum này, rất là nhanh. Còn nếu mà mọi người sử dụng trực tiếp cầu Arbitrum này thì nó khá là lâu đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới làm ngược lại này, làm ngược lại này là chúng ta sẽ chuyển 0,05 Ethereum này bên cái mạng lưới Ethereum sang Arbitrum nhé. Đó, mình sẽ chọn Mark Yield này. Ok, đợi một chút này, chọn Move Fund này, đó, chọn xác nhận nhé. Chuyển từ cái này sang ấy, thì nó sẽ nhanh hơn anh chị em ạ. Đây mọi người nhìn chưa, đấy là cái thông tin về tài sản chuyển, nó đâu đó chỉ mất khoảng đây cái phí ga ước tính khoảng tầm 1,4 đô la nhé, cực kỳ là rẻ luôn anh chị em. Đó, mất khoảng 15 phút nó sẽ về thôi. Như vậy là mình đã tương tác xong được cái lệnh chuyển đi chuyển lại ở trên cầu chuyển ấy, thì anh chị em có thể tham khảo thêm, và chúng ta muốn thì có thể thao tác đi thao tác lại cũng được, nhưng mà nó sẽ mất cái chút phần phí ga mà thôi. Đó, như vậy là chúng ta xong được cái nhiệm vụ cầu chuyển này, chúng ta xong được cái nhiệm vụ hold NFT. Và đến cái nhiệm vụ tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ cần phải join vào cái Discord của nó, cái nền tảng mạng xã hội của nó nhé. Thì tất nhiên là chúng ta tham gia hầu hết tất cả các NFT của nó thì chúng ta sẽ cần phải tiếp là follow nền tảng Twitter của nó này, và join vào Discord của nó nhé. Mọi người coi join vào Discord xong xong ấy, thì mọi người nhớ phải tương tác với dự án nhé. Ok, ở đây này thì mình sẽ quay trở lại để có thể join vào trong Discord của cái dự án này, nó sẽ ở phần cuối ở trong cái ấy đó. Ok nhá, chọn chấp nhận lời mời nhá. Chúng ta sẽ cần phải tương tác với dự án nhé. Còn nếu mà ví dụ mọi người giỏi một chút ấy, thì có vấn đề gì đó, ví dụ anh chị em chúng ta có thể phát hiện ra những lỗ hổng, thì nếu mọi người làm về code ấy, thì chúng ta có thể là bổ sung thêm cho dự án, nó sẽ retry tip dành cho những người đó còn ok hơn đó. Ở đây thì sau khi mà join xong á, thì chúng ta sẽ cần phải xác minh nhé. Đây nó yêu cầu bạn phải hoàn thành một bước nữa để trước khi trò chuyện này, hoàn thành đi. Đó, mọi người kéo vô đây và chọn một tôi đồng ý là đọc này. Đó, ok, để xem cái API chung được rồi ta. Đây đây, chương mục này thì chúng ta sẽ kích vào các cái biểu tượng icon này để nó sổ ra các cái thông tin mọi người xem nhé. Ok, và chúng ta kích vô vào những cái biểu tượng icon như vậy ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái mục này cho mọi người nhé. Đó, và chúng ta tìm đến cái chỗ general này. Đó, ở đây thì chúng ta có thể chat tương tác với cả dự án, thì mình khuyên mọi người chúng ta nên chat tương tác bằng cách là ví dụ như kiểu mọi người đọc ở đây có một số người họ hỏi về cái lỗi ví đó mà mọi người biết, mọi người trả lời giúp họ cũng được, hoặc là chúng ta có thể hỏi trực tiếp luôn về admin và cái tài khoản Discord này nhá, nó cũng sẽ lưu trên thông tin cho mọi người đó. Ok, ở đây thì mình có thể là gõ, hiện tại đây thì mình gõ bất kỳ một cái nào đó thôi miễn sao nó có ý nghĩa là được nhé. Và cái nhiệm vụ cuối cùng trong cái clip này đây thì chúng ta sẽ cần phải trải nghiệm ở trên cái nền tảng của lớp Layer 3 của Arbitrum ấy, thì ở đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ cho chúng ta có thể trải nghiệm để nhận được cái XP này nhé, để nâng cái level của mọi người lên. Thì để trải nghiệm chúng ta sẽ cần phải kết nối ví, cái này thì nó cũng sẽ mất phí đấy, nhưng mà nó mất không nhiều đâu, cho nên là mình nói rồi ở đầu clip đó, các cái nhiệm vụ mà trải nghiệm để mất phí ấy, thì khả năng khi mà retry tip nó sẽ retry tip ở khối lượng tài sản khá khá luôn anh em nhé. Như trước đây Paraswap trên nền tảng Ethereum ấy, retry tip cho mỗi một ví 15.000 đô, cực kỳ là kinh khủng luôn. Thì ở đây những cái mục màu đỏ này có nghĩa là hiện tại chúng ta không làm được nữa đó, chúng ta không thể làm được nữa. Những cái mục màu trắng hiển thị này là chúng ta có thể làm được rồi này. Đó, ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ cần phải là gì đây, mọi người có thể chuyển tiếng Việt để mọi người đọc luôn nhé. Đây này, chơi cái giao dịch cái DVT trên sushi swap này đó, và thêm thanh khoản nhóm ETH DVX này, và pool đi pool thêm pool của sushi swap ở trên mạng Doppler Arbitrum này đó. Ok, và chúng ta sẽ cần phải làm như sau luôn. Lệnh đầu tiên thì mình sẽ mua thử cái đồng DVX này, mọi người trải nghiệm làm sao cho cái phí của nó rẻ nhất có thể thôi.
chọn swap vô nhé. Đó, thì đây nếu mà có đắt thì nó chỉ ở Vinga, nhưng mà Vinga của nó rất là rẻ với bảng Arbitrum ấy, cực kỳ là rẻ luôn. Chọn xác nhận này. Đây mình nghĩ rằng là mọi người chơi ấy, mọi người làm cái nhiệm vụ thì khả năng nó sẽ ok hơn bằng cái việc là mọi người mua thẳng FT đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều nhiệm vụ hơn mà. Đó, sau khi mà mua xong ấy, thì chúng ta sẽ cần phải add pool thanh khoản đúng không? Đây, trên này chúng ta có thể xem lại nhé. Nó thêm thanh khoản nhóm ETH DPX ở trên Sushi đúng không? Chúng ta sẽ sang cái mục earn á, và mọi người sẽ chọn đến cái cặp là DPX và ETH nhé. Đây, kéo nhìn dưới vô đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái DPX và ETH đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, và chúng ta sẽ thêm thanh khoản vô nhé. Mình chọn hết cái chỗ DPX rồi đó, và mình sẽ chọn add liquidity này, chọn add pool này, để anh chị em chúng ta có thể là đây phí của nó sẽ là 0.05 đô la. Để cho chúng ta có thể là trải nghiệm được nhiều thì mọi người làm sao cho gọi là có ghi nhận, có giao dịch thôi, chứ hiện tại đây những cái nhiệm vụ này để chúng ta làm không cần yêu cầu là chúng ta có vốn gì đâu anh chị em nhé. Vốn giao dịch chỉ áp dụng với sàn DEX mà chưa có token mà thôi. Add xong thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ cuối cùng ở trong cái chuỗi nhiệm vụ của nó, đó là chúng ta có thể là pool đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng cái mã thông báo trên SushiSwap là DXP, cái cặp vừa rồi chúng ta vừa pool đó, để có thể thu lợi nhuận. Chúng ta sẽ cần phải withdraw là rút cái chỗ vừa rồi chúng ta để pool đó, để nó ghi nhận các cái lệnh thôi mà. Đó, như vậy là xong đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vô đây, chúng ta sẽ quay trở lại cho mục earn này nhá. Thì trong cái mục là My Position này thì chúng ta đã thấy cái cặp này rồi, click vô cặp này nhá. Chúng ta chọn withdraw là xong nhá, và chúng ta sẽ kéo vô xuống dưới chọn xác nhận thôi là xong nhé. Quay trở lại để mọi người có thể kiểm tra những bước này, chọn load lại trang nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ ấy, thì nó sẽ hiển thị mọi người đợi một chút nhé. Thì mình vừa rồi á, mình làm thì nó đợi một chút nó mới load ra cho mọi người, để xác nhận lại cho mọi người thì sẽ hiển thị ra cái này, để chúng ta sang bước tiếp theo là verify nhé. Ok, vậy là chúng ta đã verify xong rồi, và sau khi verify xong thì chúng ta sẽ cần phải hold KFT Arbitrum, thì cái này mình vừa hold rồi đúng không, chọn verify luôn đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải share một cái trên nền tảng Twitter luôn ạ. Thì cái này hình như là mình chưa share đâu, chúng ta sẽ cần phải chọn vô cái Twitter của nó nhé. Trên nền tảng Twitter của nó thì anh em chúng ta chỉ cần là thả tin cũng như là retweet của nó thôi nhé. Đây, chúng ta retweet như vậy là xong thôi, cũng không cần phải gõ gì đâu. Mình vừa rồi có gõ một cái comment xem như nào xem ta. Ok, và quay trở lại với cả website vừa rồi ạ, thì chúng ta sẽ quay trở lại và kiểm chứng thôi, chọn một chỗ mục verify đó. Nếu mà mục đó mọi người verify xác nhận mãi mà nó không cho ấy, thì chúng ta sẽ vô vào cái mục tài khoản mọi người đây này. Đó, chọn vô tài khoản và sẽ chọn vào chỗ Edit Profile này, chọn Verify với cả bên nền tảng Twitter của mọi người nhé, để nó kết nối với cả Twitter, nó kiểm tra xem hiện tại chúng ta có tương tác với nó hay không mà. Đấy, chọn Authorize App này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái website vừa rồi nhé. Website lúc ban đầu ấy, nhiệm vụ đó. Bây giờ sẽ chọn vào Verify Twitter nhé, xem mày xác nhận chưa ta. Đó, như vậy là xong rồi anh chị em. Và chúng ta chọn vào Complete. Đó, như vậy là chúng ta đã xong rồi, hoàn thành xong cái nhiệm vụ này rồi đúng không? Chúng ta nhận được 150 XP. Và sau khi mà Complete xong ấy, thì mọi người sẽ quay trở lại để chúng ta có thể là hoàn thành nốt cái chút phần nhiệm vụ này, là nhiệm vụ cuối cùng nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có yêu cầu đây, thì để chúng ta có thể hoàn thành này. Mua một cái đồng GLP đúng không? Ok, chúng ta sẽ chọn vào chỗ Start. Đó, nó sẽ chuyển sang cái nền tảng này, chọn Connect vào ví nhá. Đó, như vậy thì chúng ta có thể mua cái đồng GLP này, thì nó không yêu cầu mua số lượng bao nhiêu, thì chúng ta có thể là mua rất là ít thôi, không đáng kể là bao nhiêu cả. Đó, mình chọn 4 số công trong này. Như vậy là đã xong nhá, thì chúng ta sẽ quay trở lại xem cái nhiệm vụ này, chọn một kiểm chứng thôi, verify đó, để nó xác nhận. Đó, như vậy là xong này. Mua Magic trên SushiSwap, mua Magic thì mình vừa rồi mua rồi đúng không, chọn kiểm chứng thôi là xong. Đó, như vậy xong, chúng ta chọn hoàn thành nhá, mình để tiếng Việt, ở đây sẽ là Complete nhá. Đó, ok, và chúng ta đã xong hầu hết tất cả các nhiệm vụ của nó. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Thì ở dưới này thì nó có thời gian unlock cái nhiệm vụ tiếp theo sẽ là 23 giờ. Mọi người chỉ hoàn thành nốt hai cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ hoàn thành hầu hết tất cả mọi thứ luôn. Có cái FT chứng chỉ như vậy. Đó là chúng ta đã hoàn thành xong cái lớp Layer 3 trên nền tảng của Arbitrum anh chị em nhé. Và các cái mục nhiệm vụ này ấy, thì nó cũng tương đồng với cả một số nhiệm vụ hiện tại có bên GUI vừa rồi chúng ta làm ở cái phần thứ hai đó. Thì mình có thể quay trở lại GUI nhé, chúng ta có thể là kết nối ví lại, nó đã hoàn thành khá luôn, tương đối nhiệm vụ luôn. Chúng ta có thể join GUI lại nhé, mình sẽ connect lại cái ví vừa rồi mình đã kết nối với nó, thì nó sẽ tự nốt ra là hiện tại chúng ta rất là nhiều nhiệm vụ tương đồng luôn, có lẽ chúng ta sẽ tự hoàn thành làm một mà ăn được hai luôn đó. Đó, chúng ta sẽ đợi nó load này, ở load đây, checking rất là nhiều đấy, success này, đó mọi người chưa, sẽ có một số nhiệm vụ success nhé. Còn lại những nhiệm vụ nào mà chưa success ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một chút thôi là sẽ xong ngay nhé.
Đó, như vậy là chúng ta đã xong được một tài khoản rồi đấy. Ok, và qua clip này đây thì mình đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta đã trải nghiệm ở trên nền tảng của Avichung, là một nền tảng thuộc lớp layer 2 cũng rất là tiềm năng, đặc biệt là chưa ra token ấy, thì sẽ có cơ hội nhận retry tip. Anh chị em biết rằng là hiện tại những cái mà miễn phí thì hàng trăm hàng nghìn người họ làm, thì cái việc mà nhận được free cũng là gọi là may mắn mà thôi. Nhưng mà những cái mà đang có phí như vậy thì khả năng rất là ít người họ làm, thì phần thưởng reward nó rất là lớn đó, như kiểu là optimism trước đây ấy. Đó thì chúng ta có thể là trải nghiệm ngay nhé. Mình làm clip thì mọi người cảm thấy lâu thôi, nhưng mà mọi người làm xong một tài khoản ấy, mọi người làm đến tài khoản thứ hai rất là nhanh luôn anh chị em nhé, không có gì khó khăn cả đâu, cực kỳ là nhanh luôn đó. Ok, và như thường lệ thì anh chị em chúng ta cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Tất cả nội dung trong clip sẽ là một cung cấp thông tin và không được xem lời khuyên đầu tư nha. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị em những clip sau.